để sắp xếp được các biểu tượng ở trên desktop thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn có thể quan sát thấy ở đây các cái biểu tượng của chúng ta đang được sắp xếp bằng tay, có nghĩa là mình có thể sử dụng chuột để kéo biểu tượng này từ vị trí thứ nhất sang vị trí thứ hai và tương tự như vậy thì với cái cách sắp xếp biểu tượng này thì chúng ta có thể sắp xếp được các cái biểu tượng các cái phần mềm mà chúng ta hay dùng theo một nhóm nhưng bây giờ nếu mà chúng ta cần những cách sắp xếp khác thì chúng ta có thể làm như sau chúng ta có thể bấm chuột phải vào một khoảng không có biểu tượng ở trên desktop sau đó chúng ta sẽ di chuột vào menu sort by và ở đây thì chúng ta có bốn lựa chọn để có thể sắp xếp được các biểu tượng này cái lựa chọn thứ nhất đó là sort by name có nghĩa là sắp xếp những cái biểu tượng này theo thứ tự vần tên. Cái lựa chọn thứ hai đó chính là sort by size, có nghĩa là sắp xếp các biểu tượng này theo thứ tự từ dung lượng nhỏ cho đến dung lượng lớn. Tiếp theo là chúng ta sẽ sắp xếp theo item type, có nghĩa là sắp xếp những cái biểu tượng này theo kiểu của biểu tượng. Sau đó chúng ta có cái lựa chọn cuối cùng, đó chính là date modified, có nghĩa là sắp xếp các cái biểu tượng này theo cái thứ tự ngày tháng mà chúng được chỉnh sửa thì cái việc sắp xếp này rất là đơn giản chúng ta chỉ cần click chuột vào một cái khoảng trống ở trên desktop chọn sort by sau đó chúng ta sẽ chọn cái options hay là cái lựa chọn tương ứng cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở bài lần sau